Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Motoline. Và ngày hôm nay chúng ta có Kinh Live, có rất nhiều sự kiện để cho các bạn livestream đúng không, theo dõi đúng không nào. Và bây giờ chúng tôi đang có mặt tại sự kiện ra mắt MV Cần Sa của nữ ca sĩ Hiền Hồ. Các bạn ơi, các bạn hãy share livestream này và tiếp tục ở đây cùng với lại Motoline nha. Một xíu nữa thì Motoline sẽ phỏng vấn nữ ca sĩ Hiền Hồ. Dạ bạn Thanh Thanh. Ngày hôm nay thì Motoline có rất nhiều sự kiện hot để gửi cho các bạn luôn, nên là các bạn hãy tiếp tục ở lại cùng với Motoline nha. Chị Mai Thị Tuyết Lê bây giờ là đang trực tiếp luôn nha chị ơi, đang trực tiếp tại sự kiện luôn nha mọi người. Bạn Phạm Ngọc nói là chúc MV của Hiền sẽ thành công rực rỡ. Mọi người ơi, mọi người nhớ share livestream này nha mọi người, và tiếp tục ở đây cùng với lại Motoline, Kinh Live để mà theo dõi hết cái sự kiện này nha. Vì một chút nữa thì Motoline sẽ đi vào trong họp báo luôn để cho Hiền Hồ sẽ giới thiệu cái MV Cần Sa này của cô ấy. Hôm nay là Hiền Hồ rất là rạng rỡ và xinh đẹp đúng không nào. Alo, alo, mọi người nghe rõ không? Thấy bạn Gia Hân nói là âm thanh bé quá, không biết bạn nghe rõ hơn chưa mọi người ơi. Mọi người nhớ share livestream này nha mọi người. Bây giờ là Hiền Hồ đang chụp hình cùng FC của mình, và FC của Hiền Hồ chính là Quả Thơm. Đấy. Mình đợi cho các bạn chụp hình xong, Hiền Hồ chụp hình xong cùng với lại các FC thì mình sẽ phỏng vấn Hiền Hồ nha. Các bạn có câu hỏi gì đặt cho Hiền Hồ thì hãy comment ở đây cùng với lại Motoline nha mọi người.
Bạn Anna, Anna nói là canh chua, không biết canh chua gì. Huyền Trần comment là chị Hiền Hồ xinh thế. Bây giờ mình sẽ phỏng vấn Hiền Hồ nha mọi người. Giờ mình sẽ phỏng vấn chung luôn nha mọi người. Quay xa xa cho em xin. Trong cuộc sống cũng như là công việc thì Hiền, âm nhạc thì Hiền vẫn luôn muốn bản thân mình có nhiều màu sắc, không bị rập khuôn. Và lần này cũng vậy, lần này là một trong những cái dự án mà năm 2019 của Hiền, và Hiền muốn đổi mới nó, và Hiền cũng không ngại để thay đổi. Tại vì thực sự thì sau cái ca khúc Yes I Do thì Hiền đã tự tin hơn với cái dòng nhạc vui hơn, tươi hơn. Nhưng mà chắc đợt này thì chắc là nhạc ca khúc buồn sôi động quá. Cho nên Hiền cũng muốn thay đổi bản thân. Đó là một cái mà Hiền nghĩ là Hiền muốn mang ra những cái điều mới mẻ cho fan mình nhất, những cái người hâm mộ Hiền, yêu thương Hiền. À, tí nữa mọi người vô nghe thì sẽ biết bài này thực sự rất là nhanh, và thì mình phải có nhanh có chậm thì nó mới sinh động được chứ chị. Thì MV lần này Hiền sẽ không an toàn nữa, đó là những cái mà Hiền cảm nhận được. Mặc dù Hiền biết là mình còn rất là nhiều thiếu sót, Hiền vẫn đang cố gắng nỗ lực và nghiêm túc với nghề nghiệp, cho nên là từng cái sản phẩm Hiền ra, mặc dù hình ảnh lúc đầu hơi nghiêm túc, hơi an toàn, nhưng mà Hiền nghĩ là đó là một trong những cái sản phẩm mà Hiền đặt hết cái tâm huyết của mình vào, mặc dù nó chưa được tốt lắm. Thì mặc dù Hiền cũng mới vào nghề, cho nên Hiền đang nỗ lực từng ngày để thay đổi những cái thiếu sót mà mình đang thiếu. Hiền rất là áp lực ạ. Tại vì thậm chí lần này ra MV này thì mọi người vẫn nghĩ là lại ballad, tại vì teaser có vẻ là giống ballad. Nhưng mà Hiền cũng muốn thử, cũng muốn đặt cái mục đích cho mình. Tại vì trong cái chặng đường nghệ thuật thì ai cũng phải nên có cái mục đích để mình vươn tới. Và rất là may là Hiền đã có một cái mục đích và Hiền đang làm thực hiện nó. Cho nên Hiền nghĩ là dù có thế nào thì mình cũng nên ra những cái bài hát mà có những cái khán giả mới, những cái khán giả thích những cái dòng nhạc đấy và thử sức với bản thân mình hơn. Nhưng mà cái bóng chiếc idol đó là sự kết hợp với thằng anh Tống thì nó quá lớn á, thì kiểu khi mình ra bài này mình có sợ khán giả mình nhớ đến mình
nghĩ là cái bóng Yes Sadu lớn, cho nên đó là một ca khúc kết hợp và đó là một ca khúc đẹp, cho nên mọi người nghĩ đến hình ảnh đẹp. Tại vì cưới nhau mà, người ta rất là tinh khôi, rất là trắng, mọi thứ đều rất là hạnh phúc. Còn bây giờ là một ca khúc solo của Hiền, thì Hiền nghĩ là mọi người cũng sẽ nhìn nhận và theo một cái hướng tích cực trong cái MV lần này, tại vì Hiền cũng có cái sự cố gắng trong đấy và hy vọng là mọi người sẽ nhìn nhận được và đón nhận cái ca khúc này theo một cái hướng tích cực. Để Hiền, em cảm ơn chị. Và cái ca Hiền xin đánh vần lại luôn. Ớn ơn, cờ ơn cân huyền cần, xa xì, sờ á xa, cần xa. Cần xa xì, cần phải rời xa. Đây là một cái thông điệp mà rất là ngắn ngủi nhưng mà lại vô cùng xúc tích cho những chị em yêu những anh chàng playboy, cần tránh xa ngay lập tức. Không hề có cái gì gọi là nghiện ngập hay chơi chữ gì đây hết. Dạ, em cảm ơn. Hiền không hề viết tắt tên. Và Hiền thấy cái tên nó quá ngắn rồi, bây giờ viết tắt cũng ngắn quá, cụt ngủn lắm. Cần xa nghe, cần rời xa ok, mà mọi người cứ phải nghĩ tiêu cực, mình nghĩ theo cái hướng mà nó nhậu nhẹt à? À không phải, không phải. Nó hút hút đấy. Đấy, thì mình đừng có nghĩ đến, tại vì đây là một cái ý nghĩa nó rất là tích cực. Cho nên là cái tên nó cũng sẽ rất là tích cực và MV nó cũng rất là tích cực. Thực ra thì cái MV này Hiền quay rất là lâu rồi. Và Hiền cũng rất là bất ngờ khi chị Giang có một cái hình ảnh giống mình. Và Hiền thấy chị Giang rất là đẹp. Hy vọng mọi người sẽ ủng hộ cho cả hai chị em. Vì Hiền cũng không có... Nói chung là cái hậu kỳ để sản xuất cái MV này Hiền đã chuẩn bị rất là lâu rồi. Để quay thì chắc khoảng mấy tháng. Còn mà để chuẩn bị về cái bài hát ra mắt thì chắc khoảng hơn 1.5 năm rồi đó. Từ cái đoạn demo tới lúc ra sản phẩm này. Dạ không sao, bây giờ mọi người đều xài mạng xã hội mà. Mọi người cũng biết và Hiền nghĩ là bây giờ mọi người cũng văn minh hơn rồi, không ai mà sẽ so sánh những cái mà nó... Với cả là chị Giang đâu có để máy đâu, Hiền để máy mà. Hiền đội vương miện. Okay. Em cảm ơn. Hiền nghĩ là Hiền sẽ đón nhận thôi. Tại vì Hiền nghĩ đây là một cái thông điệp rất là tích cực. Theo Hiền nghĩ và Hiền nghĩ là khi khán giả xem xong cái MV này, khán giả cũng sẽ nghĩ cái tên đó theo một hướng tích cực. Vì nếu mà mọi người nghĩ tiêu cực thì đó là mình không thể nào ngăn cách được cái suy nghĩ của mọi người. Nghĩ như thế nào thì đó là mọi người nghĩ thôi. Còn mình cứ nên làm những cái điều mình cảm thấy đúng, mình nên học hỏi và trau dồi và hoạt động nghệ thuật nghiêm túc. Dạ không, từ hồi demo tới bây giờ luôn là tụi em luôn giữ cái tựa đề là Cần Xa. Từ hồi anh Phúc Bồ gửi demo cho em là từ cái hồi nào ta? Từ hồi tháng 11 năm 2017 thì phải. Đó, là em nhận được cái demo này rồi. Nghệ sĩ nào thì cũng luôn mong mình có được một cái số view lớn. Em thì em không thể nào đong đếm được vì không biết là khi mình ra cái MV này mọi người có thích không, cái lượng khán giả xem của mình nó sẽ như thế nào. Cho nên là em vẫn luôn luôn chuẩn bị một cái tâm lý là học hỏi. Đó là cái điều quan trọng nhất. Sau một cái lần mà nó mình ví dụ cái MV này ra, nó người ta không thích đi, thì mình cũng là một cái bài học để mình
làm cho những cái sản phẩm sau, mình chuẩn bị cho những cái sản phẩm sau nó kỹ càng và nó hợp thị hiếu với khán giả hơn. Em hiểu rồi. Và với em Cần Sa là một trong những dự án của Hiền trong năm 2019, và cũng sẽ có một số sản phẩm khác nữa, cũng có thể là một, cũng có thể là hai trong năm 2019 này. Nhưng mà hiện tại Hiền không thể bật mí được, tại vì bí mật thì nên giữ kín. Với cả là thực sự là Hiền cũng muốn là khi mình làm xong rồi thì mình làm xong hoàn thiện cái sản phẩm rồi thì mình mới gửi tới công chúng thôi, chứ mình cũng không có thể nào mà nói trước hay nói để cho mọi người phải trông đợi hay là gì cả. Nên là em vẫn luôn chuẩn bị cho những cái sản phẩm khác, để nếu sản phẩm này được mọi người đón nhận thì em rất là vui. Còn nếu mà có một số ý kiến tiêu cực thì em luôn sẵn sàng welcome để nhận những cái lời comment để em tiến bộ hơn. Xong chưa? Ok. Sẽ có, nhưng mà Hiền không nghĩ là sẽ, mình Hiền luôn cố gắng để bước ra khỏi cái nỗi sợ của bản thân, luôn bản ngã của bản thân là mình phải hát ballad thì mình mới ở một người nghệ sĩ rất là đa phong cách, rất là đa màu sắc, nên mình cứ thay đổi, mình cứ mạnh dạn thay đổi và nghiêm túc thì nghĩ cũng sẽ được đón nhận thôi, mặc dù không nhiều thì cũng sẽ xong rồi, đúng không chị? Rồi em cảm ơn nha, em đón bạn em cái. Dạ cảm ơn. Em cảm ơn. Mới chạy qua đúng không? Mọi người ơi, mọi người ở đây cùng với lại Motorline nha. Một chút nữa thì là Motorline sẽ đi rào rạp để mà phỏng xem cái buổi họp báo ngày hôm nay của Hiền Hồ luôn. Đương nhiên là khi mà chiếu MV thì là Motorline không thể nào quay được cho các bạn, nhưng mà cái buổi họp báo Hiền Hồ gặp các anh chị phóng viên báo chí thì nhà mình cũng sẽ live stream cho các bạn xem luôn. Nên là các bạn nhớ ở lại cùng với lại Motorline và share cái live stream này nha mọi người.
Các bạn đợi một xíu nha, đợi Hiền Hồ chụp hình cùng bạn của mình xong thì Motolai sẽ nói Hiền Hồ chào các bạn khán giả đang theo dõi livestream một xíu nha mọi người. Các bạn có câu hỏi gì đặt cho Hiền Hồ hãy comment ở đây cùng với lại Motolai nha. Xong rồi chị. Xin chào mọi người, mình là Hiền Hồ. Và hôm nay là buổi họp báo ra mắt sản phẩm mới tên là Cần Sa Xì của Hiền. Sản phẩm này sẽ lên YouTube của Hiền vào lúc 20 giờ vào tối nay, ngày 10 tháng 7 năm 2019. Sản phẩm lần này là một sản phẩm, thôi đừng giới thiệu để mọi người tối vô coi chứ mình giới thiệu. Là sản phẩm của cô Hiền để tóc dài, đội vương miện và mặc đồ 6 màu. Cơ duyên từ Đừng Nói Tôi Điên, đó là ca khúc Cần Sa này là từ hồi khi Hiền quay xong Em Ngày Xưa Khác Rồi là anh đã gửi cho Hiền cái demo này và Hiền nghĩ là Hiền sẽ thu và khi làm xong bài Người Thương Hóa Người Dân thì để mãi cho tới Người Thương Hóa Người Dân thì Hiền nghĩ là mình phải thay đổi hình ảnh thôi và Hiền qua thu demo bài Cần Sa. Thế là nghe vô tình nghe anh Phúc Bồ mở bài Đừng Nói Tôi Điên hay quá, thế là thôi anh ơi em thu xong bài này anh cho em bài đó đi, là tối đó là Hiền lấy cái bài Đừng Nói Tôi Điên luôn và làm Đừng Nói Tôi Điên chứ. Và Cần Sa thì bây giờ mới được ra mắt. Hiền luôn muốn cái cuộc sống và cái âm nhạc của mình thú vị và nhiều màu sắc, cho nên thì Hiền cũng muốn âm nhạc của mình cũng như vậy, không có một màu, và hình ảnh lần này cũng vậy. Có thể là mọi người nhìn Hiền sẽ khác hơn, không có u sầu, không có buồn, mà có lẽ là mạnh mẽ hơn, quyết đoán hơn, kiểu vậy. Mọi người ơi, mặc dù là Hiền biết là mình còn rất là nhiều thiếu sót, nhưng mà hy vọng sản phẩm ra thì được mọi người hưởng ứng một cách tích cực thì sẽ rất là biết ơn rất là nhiều. Rồi, em cảm ơn. Mọi người ơi, bây giờ thì mình cũng sẽ theo Hiền Hồ đi vào rạp của họp báo ngày hôm nay nha.
Không. Nói nó hồn. Sắp cưới chưa? Dạ. Em cưới hả? Ê, cái này thay tạo trend hay ha. Cái bức hình. Ôi, lên lên hẳn bề luôn. Cưới gì? Vô rồi. Bây giờ thì mà Motorline đang đi vào trong rạp họp báo nên là mọi người đừng rời khỏi livestream nha. Chúng tôi sẽ cố gắng livestream cho các bạn trong cái buổi họp báo ngày hôm nay, nhưng mà nếu mà một chút nữa khi mà phát livestream thì không thể nào mà like lên được cho các bạn xem, nên là khi đó thì có thể là mình sẽ cắt một xíu và những cái clip phỏng vấn họp báo ngày hôm nay thì sẽ được up trên kênh YouTube của Kinh Lai nha mọi người. Mọi người. Có nhiều bạn nói là khi nào Tuấn tới thì nhớ nói cho mọi người biết với ạ. Bây giờ thì Motorline cũng chưa thấy sự xuất hiện của Bùi Anh Tuấn ở đây, nên là mọi người ơi, nếu mà có sự xuất hiện của Bùi Anh Tuấn thì là Motorline sẽ quay cho các bạn xem liền nha. Nên là các bạn chờ cùng với là Motorline nha mọi người ơi. Chị đâu im lặng đâu. Tại vì nãy giờ mình đang ổn định chỗ ngồi một xíu, với lại trong khán phòng này thì là mọi người cũng đang im lặng đó, nên là mình nói chuyện mà lớn thì không được, nên là mình nói chuyện nhỏ nói chuyện nhỏ cùng với mọi người nha. Đây là bây giờ thì mọi người đều đã đi vào trong rạp hết rồi, nên là nếu mà quay ở phía ngoài thì cũng không có ai để mà quay hết, nên là mình phải đi vô trong này chờ một xíu, một hơi là Hiền Hồ sẽ xuất hiện trong rạp này và bắt đầu cái buổi họp báo. Nên là các bạn Trương Thị Mỹ Kim nói là Kinh Lai cũng chèo thuyền mạnh dữ, Kinh Lai đồng hành cùng các fan club nha mọi người.
thuyền nào Kinh Lai cũng chèo hết á. Bây giờ là chị đang ngồi trong rạp phim nên là chị nói hơi nhỏ nhỏ một xíu, không thể nào mà có thể là la lớn 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 được, người ta sẽ chú ý. Nên là mình phải nói chuyện nhỏ nhỏ một xíu nha mọi người. Quay xung quanh cho tụi em coi. Ok, để chị nói anh quay phim quay xung quanh cho tụi em coi. Thấy chưa? Các bạn thấy cái mấy cái đèn lấp lánh lấp lánh lấp lánh ở trên không? Mấy cái đèn đó là của các bạn FC á. Thấy không? Thấy mấy cái đèn lấp lánh không? Đó. Bạn Choi Ji Yum nói là vậy chị có muốn chèo thuyền em với chị Hiền không? Rồi ok luôn, em nhớ like bảy Kinh Lai rồi. Subscribe kênh YouTube Kinh Lai nha, chị chèo luôn. Phương Vy ơi, chị đang ngồi trong rạp phim á, nên là bây giờ nếu mà chị nói lớn quá thì kỳ lắm. Nên là bây giờ chúng ta sẽ là tiết mục thủ thủy với nhau, để mà một xíu nữa chờ sự xuất hiện của Hiền Hồ. Và mình sẽ cùng bắt đầu cái buổi họp báo ngày hôm nay cho mọi người. Bây giờ thì mình đang thủ thủy vào với nhau. Bà chị Mai Thủy Tiết Lê nè, hồi nãy đang ở bên Landmark 81 xem tùng họp báo, giờ đã phóng qua đây rồi. Mọi người ơi, ngày hôm nay là tối nay, tối nay lúc 18:30 là Motolai có like thêm một sự kiện nữa nha mọi người. Hôm nay là mình chạy show dữ dội lắm, nên là mọi người hãy đồng hành cùng với lại Motolai nha. Mấy bạn comment mình mắc cười. Chắc là Hiền Hồ đi trang điểm hay sao đó, đợi một xíu nữa là mọi người đợi Hiền một xíu nha mọi người. Hello Nguyễn Hân. Bây giờ ai cũng ngồi đây để chờ Hiền xuất hiện hết, nên là mọi người chờ một chút nha mọi người ơi. Mình để ý là bạn Thanh Thúy với bạn Choi Si Yum đang tán tỉnh nhau trên livestream này nha. Phan Tuấn, nhà ác ở đâu thế, cứ tới lui trong tim. Nhà ác ở Kinh Lai nha. Trời ơi, Hằng Đào ơi, bây giờ là nói rất nhiều lần rồi. Mình đang ngồi ở trong rạp để chờ Hiền xuất hiện để mà bắt đầu cái buổi họp báo rạp phim á. Nên là mình không thể nào nói lớn được. Mình phải thủ thỉ với nhau như vậy nè. Ngân Hà Đặng, chị có nhìn thấy Tuấn nhà em không? Chị cũng đang canh dữ lắm nha em. Có Tuấn của em là chị quay sát nút liền. Nhờ là tiếp một thủ thỉ cùng các bạn. Cú Nguyễn Tý có được coi MV trước không? Không nha bạn ơi. À, có sự xuất hiện của Bùi Anh Tuấn rồi nha mọi người ơi. Mọi người ơi, mọi người ơi.
ơi, đã có hai sự xuất hiện của Bùi Anh Tuấn rồi nha mọi người ơi. Thuyền của chúng ta đẩy cuối cùng cũng dạt bờ rồi mọi người ơi. Alo, 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 mọi người có nghe rõ không? Đấy. Thấy chưa? Mọi người đã thấy chưa? Thuyền thành công rồi nha mọi người. Ai kìa? Trời. Báo cáo với các bạn là Bùi Anh Tuấn đang ngồi ngay phía sau ghế của mình. Ghê không? Ghê chưa các bạn, ghê chưa? Thưa các anh chị và các bạn, chỉ còn ít phút nữa thì chúng ta sẽ bắt đầu buổi họp báo ngày hôm nay. Hy vọng rằng mọi người sẽ ổn định vị trí của mình và đặc biệt là chuyển điện thoại sang chế độ rung để buổi chiều này chúng ta sẽ có một thời gian ấm cúng cùng với nữ ca sĩ Hương Hồ mọi người nhé. Xin được cảm ơn mọi người rất nhiều. Các bạn hay không? Hay ác hay không? Ngồi sao mà canh sao hơi anh Bùi Anh Tuấn ngồi ngay phía sau mình luôn. Ghê chưa? Vâng, các bạn fan nào lớn nữa đúng không? Vâng ạ, lần đầu tiên thì cho phép Minh Sùng gửi lời chào đến với sự hiện diện của các anh chị phóng viên báo chí, bạn bè đồng nghiệp, các đối tác và đặc biệt hơn hết là những người yêu thương Hiền Hồ ngày hôm nay. Hồi nãy giờ mọi người đã xem một cái đoạn hành trình, tuy là
vỏn vẹn 2 năm thôi, nhưng mà Hiền Hồ của chúng ta đã gặt hái được rất là nhiều thành công đúng không ạ? Một hình ảnh của Hiền Hồ rất là khác ngày hôm nay. Từ những ca khúc trước thì mọi người cũng đã yêu thương Hiền Hồ bằng cái chất liệu âm nhạc rất là tình cảm, nhẹ nhàng và ngọt ngào. Trong số đó thì có cái sự day dứt nhẹ. Nhưng lần này cô ấy là lột xác hoàn toàn với sản phẩm mới nhất của mình. Và để xem ngày hôm nay chúng ta sẽ theo dõi cô ấy lột xác như thế nào bằng chất liệu âm nhạc của ca khúc mới nhất ngày hôm nay mang tên Cần Sa. Một tràng hỗ tay cho Hiền Hồ lên sân khấu được không ạ? Lên đây nhé em. Dạ. Yeah. Xin, quá là xin nè mọi người ơi. Ok, Hiền có thể gửi lời chào đến với tất cả mọi người. Đầu tiên thì em xin gửi lời cảm ơn tới tất cả mọi người, các anh chị báo chí, bạn bè và fans. Dạ, bé rụt rè, gọi là búp bê cũng đúng rồi đúng không? Trong cuộc thi The Voice, thế bây giờ búp bê đã trưởng thành hơn chưa nè? Lớn hơn chưa? Em lớn hơn 2 tuổi rồi. Đó, bây giờ mạnh dạn hơn. Bây giờ mình gửi lời chào đến mọi người một cách mạnh mẽ hơn được không? Thử xem. Xin chào. Dạ, vẫn vậy thôi, một trò hôn ta về ngồi. Dạ, vì cái sự đáng yêu này cho nên tất cả chúng ta mới thương đúng không ạ? Thế cảm xúc của Hiền khi ngày hôm nay đứng tại một cái rạp rất là ấm cúng với sự nhiệt của rất là nhiều người, và đặc biệt là giới thiệu một cái sản phẩm coi như là một cái cuộc lột xác và đầu tư rất là nhiều của mình, thì cảm giác của Hiền như thế nào? Rất là bất ngờ và muốn gửi lời cảm ơn tới ekip của mình đã cho em xem lại cái hành trình của em trong chặng đường sự nghiệp. Nhưng mà em muốn đính chính lại là em cũng mới hoạt động nghệ thuật chưa được 2 năm. Chưa được 2 năm. Vâng. Yeah. Và hôm nay là một ngày rất là đặc biệt vì đây là một cái sự thay đổi hình ảnh của em trong cái năm 2019 này, và đây cũng là một trong những cái dự án mà thì sẽ cho ra mắt trong năm 2019. Cho nên là hy vọng cái sự thay đổi này sẽ không khiến mọi người bỏ đi mà sẽ khiến mọi người yêu thương mình hơn. Và ở lại đông hơn đúng không? Dạ. Vì cái sự nỗ lực và nghiêm túc của mình trong nghề. Em cảm ơn rất nhiều ạ. Dạ vâng. Ví dụ nghĩ rằng là tất cả chúng ta sẽ khám phá cái bức màn này là một cái poster rất là ấn tượng đúng không ạ? Có cô nàng Hiền Hồ tóc dài hơn, không phải là ngắn như ở đây, và đặc biệt là có những cái trái thơm này nữa. Vậy thì ngay bây giờ Minh Sùng và Hiền Hồ xin phép được mời tất cả mọi người, chúng ta sẽ hướng mắt về màn hình để theo dõi MV chính thức ngày hôm nay, Cần Sa. Xin mời.
Vâng ạ, và đó chính là MV mà chúng ta ngày hôm nay là những người đầu tiên để có thể đón xem sản phẩm lột xác này của Hiền Hồ. Mời Hiền Hồ ngồi nhá. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có một cuộc trò chuyện cùng với Hiền Hồ và ekip của mình. Và hy vọng rằng là thông qua cái cuộc trò chuyện này thì các anh chị phóng viên báo chí cũng sẽ đặt những câu hỏi, những thắc mắc của mình dành cho ekip của Hiền và sẽ đưa những thông tin thật là tuyệt vời đến gần hơn với công chúng, những bạn khán giả đã yêu thương Hiền Hồ trong khoảng thời gian vừa qua. Thế thì ngày hôm nay nè, mình đã quay clip rồi, mình đã sắp xếp tất cả mọi thứ cùng với ekip của mình và đặc biệt hơn hết là coi phần dựng nè, rồi coi cái phần demo khá là nhiều lần. Nhưng ngày hôm nay coi rạp thấy sao? Em hồi hộp từ tối hôm qua rồi. Mất ngủ bình luôn. Bình thường thì em ngủ dậy rất là trễ. Nếu mà ngày nào mà em ngủ mà nếu mà không làm gì thì em phải ngủ tới tận 1-2 giờ chiều. Nhưng mà hôm nay thì em ngủ tới từ những 8 giờ thì giật mình dậy. Lo sẽ là thức không? Luôn. Yeah. Không, em bị hồi hộp thôi. Hồi hộp không có lo, dạ. Thế thì bây giờ thì chúng ta sẽ thở phào nhẹ nhõm rồi và chuẩn bị tinh thần nhé để trả lời những câu hỏi của các anh chị phóng viên báo chí. Nhưng trước khi đó thì Minh Xu muốn bật mí cho mọi người là tối ngày hôm nay đúng 8 giờ thì MV này sẽ chính thức on air trên kênh YouTube của Hiền Hồ và hy vọng rằng mọi người sẽ share thật là nhiều cái đường link này và nhớ là subscribe rồi hãy chia sẻ cái cảm xúc của mình nữa dành cho cái bài hát mới của Hiền Hồ, được không ạ? Dạ, nếu được thì mình vỗ tay cái xem như đồng ý mọi người nha. Ok. Trước khi mà chúng ta sẽ đến với những câu hỏi thì Minh Xu muốn mời lên sân khấu những người đã tạo nên sự thành công dành cho cái MV này cùng với Hiền Hồ trong khoảng thời gian vừa qua. Xin được giới thiệu đến với tất cả mọi người người đã làm cho một cái MV rất là lung linh lộng lẫy, đó chính là đạo diễn Đinh Hà Uyên Thư. Không biết là chị Thư tới chưa ạ? Mời chị Thư lên sân khấu nha. Tiếp tục ạ, đây là một sáng tác của một nhạc sĩ rất là chất. Xin được giới thiệu nhạc sĩ Phúc Bồ. Mời Phúc Bồ lên sân khấu ạ. Và được mix mask lại rất là hay và rất là chất luôn. Sẽ được giới thiệu music producer Slim V. À, Hiền Hồ có nói với Minh Xu là Slim V đã đi diễn rồi, không tới được. Không sao ạ. Lần này mọi người thấy Hiền Hồ dường như là đã cởi một chiếc áo khoác bên ngoài búp bê của mình và sẽ gai góc hơn với những cái vũ điệu, những cái động tác vũ đạo của mình rất là xuất sắc, đúng không ạ? Và xin được mời lên sân khấu biên đạo Tín Bạch đến từ vũ đoàn Ô cùng với Soti. Dạ, xin mời hai bạn. Và có một nhân vật chính ở trong... À sao em? Ơi! Ơi! Không có gì. Rồi tiếp nhá. Có một nhân vật chính mà cũng đã ngồi trước vành móng ngựa của phiên tòa tình yêu của Hiền Hồ trong MV này. Xin được một tràng hô tay cho nam diễn viên chính Nikolai Đinh. Mời Nikolai lên sân khấu. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục dành những tràng hô tay cho những sự hỗ trợ với MV Cần Sa này của Hiền Hồ. Và xin được mời lên sân khấu đơn vị phát hành nội dung nhạc số Zing MP3. Xin được mời chị Nguyễn Thải Yến lên sân khấu. Đơn vị phát hành nội dung trên kênh YouTube, trên kênh Meetup Network, đó chính là anh Hùng Lâm. Và xin được trân trọng mời lên sân khấu đơn vị tài trợ chính từ Tiki, đó chính là Vũ Phan. Và một người đã giúp cho Hiền Hồ có những bức hình thật là đẹp và những poster thật là tuyệt vời như thế này. Xin được một tràng hỗ tay cho designer Đinh Thiên Phú. Dạ, xin mời mọi người chúng ta sẽ nhanh chân tiến lên sân khấu nhé. Xin được mời Hiền Hồ sẽ tặng cho mọi người một bó hoa tươi thắm thay cho lời cảm ơn đến từ ekip của mình. Dạ, yeah. Xin mời sự hỗ trợ ạ. Vâng, chắc là trong quá trình di chuyển hoa lên sân khấu thì chắc là Phúc Bồ đang cầm micro rồi. Sẽ hỏi luôn cảm xúc của Phúc Bồ khi ngày hôm nay xem cái MV này trực tiếp tại đây được không ạ? Ui, mình đầu tiên thì xin chào tất cả mọi người. Ngày hôm nay thì cũng giống như là Hiền, cũng rất là hồi hộp từ sáng đến giờ. Và đến đây thì khi mà xem xong cái clip xong thì cũng đang cảm thấy rất là hồi hộp. Và cái điều đầu tiên ngày xưa khi mà hai anh em gặp nhau ấy, thì đây là cái bài đầu tiên mà hai anh em dự kiến sẽ làm với nhau trước. Thế nhưng mà trước đấy thì đó là cuối cùng thì lại là Đừng Nói Tôi Điên ra trước. Và cái bài này là cuối cùng thì sau một năm thì hai anh em mới cuối cùng mới cũng phát hành được. Các bạn biết đây, ở đây là một cái ca khúc mà tôi tả về một cô gái rất là cá tính rất là mạnh. Và cô này thì đang mắc kẹt ở trong cái câu chuyện tình yêu với cả một chàng trai. Thì
đây là những cái cảm xúc của một cô gái khi mà vì quá yêu chàng trai rồi, khi mà cách xa chàng ấy và ở nhà đã phải suy nghĩ về rất là nhiều điều và cuối cùng là hình thành nên những cái lời lẽ trong ca khúc Cần Sa. Đó là một cái sự giận dỗi rất là đáng yêu của một cô nàng cá tính. Và hôm nay thì khi mà lên đến video thì đã cảm thấy là Hiền đã có một cái khoảng thời gian cùng với ekip làm việc rất là hiệu quả để tạo ra được một cái video cũng khá là ấn tượng và hy vọng là sẽ làm cho mọi người cảm thấy hứng thú trong mùa hè này với cả những cái giai điệu mạnh mẽ như vậy. Hy vọng là mọi người sẽ ủng hộ cho Cần Sa. Dạ vâng ạ. Một tràng hôn tay xin được cảm ơn Phúc rất nhiều và xin mời Hiền Hồ chúng ta sẽ trao hoa cho tất cả mọi người nhé. Thực sự phải nói là nghe cái chất liệu âm nhạc thì rất là đã tai và xem hình ảnh thì rất là đã mắt. Cô gái Hiền Hồ của chúng ta đã có một cái bước chuyển và bước đầu tư thật là tâm huyết ở trong năm nay. Và hy vọng rằng là đây cũng chính là một cái phát pháo ha, dành cho Hiền Hồ trong năm 2019 sẽ có nhiều cái sự thuận lợi hơn trong con đường nghệ thuật âm nhạc của mình. Vâng ạ. Và một tràng hỗ tay thật lớn cho ekip của Hiền Hồ với những sự hỗ trợ không ngừng nghỉ của tất cả mọi người được không ạ? Vâng ạ, sẽ là một bức hình ạ. Rồi, mọi người nhìn thẳng nhá. Ok, cảm ơn. Xin được cảm ơn mọi người rất là nhiều. Xin được giữ Phúc Bồ và Nikolai ở lại sân khấu ha. Xin mời mọi người sẽ trở về vị trí phía dưới. Và chắc chắn rồi, Hiền Hồ sẽ ngồi phía giữa để có thể trả lời những câu hỏi đây. Bây giờ hỏi Phúc rồi, bây giờ phải hỏi Nico. Cho Minh Sù mượn cái micro nhé, dành cho Nikolai. Không biết là cảm giác của bạn như thế nào khi tham gia vào cái MV lần này, và đặc biệt hơn hết là cái phân cảnh cuối đó, Minh Sù thấy là có rất là nhiều quả dứa ném lên trên đó, thì không biết là trong quá trình quay thì đây có phải là một cái kỷ niệm đáng nhớ của bạn hay không? Lần đầu tiên thì lời đầu tiên ấy thì Nikolai xin được chào tất cả mọi người, gửi lời chào đến tất cả mọi người. Thật ra cái khúc cuối là lúc đầu mới vào quay ấy, thì mình có nhìn thấy một đống dứa rồi, mình đã kiểu nghi ngờ một đống dứa này để làm cái gì. Sau rồi quay được một nửa rồi thì bắt đầu hỏi cuối cùng dứa này để làm cái gì, thế mọi người bắt đầu nói là cuối cùng là để chọn em đấy, chọn thế mà mình bắt đầu suy nghĩ là không phải là chọn mình, kiểu như chọn thẳng vào đầu không. Cũng sợ đấy, nhưng mà cũng may là cho mình né xuống, không bị ném vào đầu. Dạ, thế đúng không ạ? Thế còn cái phần đọc rap thì sao? Đã bao giờ phần bạn đọc rap chưa? Thật sự là cái này là lần đầu tiên luôn. Dạ. Nó cũng hơi khó đối với mình, nhưng mà cũng đã làm được rồi. Và cũng đã có được một sự hỗ trợ rất thành công dành cho Hiền Hồ ngày hôm nay, đúng không ạ? Cảm ơn bạn rất nhiều. Một tràng hỗ tay cho chàng trai rất là điển trai này, được không ạ? Hỏi Hiền tiếp theo đi. Không biết lần này đảm nhiệm một cái sản phẩm với cái chất liệu âm nhạc rất là khác đối với mình hồi xưa tới giờ, thì em có cảm thấy lo lắng hay không, và em có thích cái chất liệu âm nhạc này hay không? Nói lo lắng thì là không phải, mặc dù em rất là áp lực, em cảm thấy rất là áp lực cho cái sản phẩm lần này, tại vì đây là một cái đổi mới trong cái hình ảnh của em. Và thường thì mọi người thường hay nói những cái anh chị đi trước là hát ballad xong rồi hát đen sẽ khó chuyển qua, khó đúng chuyển không? Qua và kể cả cái bài này em ra thì mọi người vẫn nghĩ là ballad. Có người nói là mày hát ballad hay thôi, mày đừng hát nhạc vui tao không nghe đâu. Thì em cũng hơi hoang mang tí xíu, nhưng mà tới cái ngày hôm nay mà khi cái MV nó đã xong hết rồi, được ra mắt ngày hôm nay rồi, thì em không còn gì để phải hối tiếc nữa. Vì thực sự thì nếu mà nó mà có không được mọi người đón nhận đi chăng nữa, thì đây cũng là một cái bài học để mà em có thể chuyển biến mình hơn trong những cái sản phẩm tiếp theo, để có thể đến gần với khán giả và hợp thị hiếu hơn. Dạ. Cảm ơn. Lúc này thì em có nhiều đất diễn hơn ở trên sân khấu đúng không? Nó sẽ khỏe hơn. Chính xác. Dạ, đúng rồi. Tươi trẻ hơn, rất là hợp với mùa hè này. Nhưng mà để anh giải đáp cái thắc mắc này cho em, cho giải đáp cái nỗi lo lắng này của em luôn. Dạ, xin mời diễn viên anh Đức được không ạ? Dạ, mời anh Đức lên sân khấu chứ, nãy giờ ngồi phía dưới cầm hoa len lén rồi thập thò lên đây tặng hoa đi, còn nói gì nữa đó. Sai em mới trong mic luôn rồi. Sorry em là anh tới trễ, và như lời hứa hôm nay sẽ đến chúc mừng MV của Hiền Hồ, và cũng kịp lúc MV vừa mới phát ở trên đây thì giống như em nói á, lúc đầu anh cũng nghĩ đây là bản ballad thôi, mà vô đây thấy âm nhạc rất là sôi động và
nghe thì phải nói anh không có gì để chê hết vì anh là fan của em mà. Wow. Và anh cũng giống như mọi người chúc mừng một cái hình ảnh mới cũng như cái dòng nhạc mới của em. Mọi người cho một tràng pháo tay để dành cho Hiền Hồ nha. Xin được cảm ơn rất rất là nhiều. Thấy chưa? Đó, đã chưa? Ổn định tinh thần chưa? Dạ, các anh chị thân mến, mình sẽ có những câu hỏi nào thì các anh chị cứ giơ tay thoải mái nha. Mình sẽ đến tận nơi để có thể các anh chị có kết nối nhiều hơn với Hiền Hồ. Có ai không ạ? Dạ. Em có một vài câu hỏi đây rồi ạ, xin mời anh ạ. Rồi. Bên mình có thể chuẩn bị thêm cái microphone được không ạ? Ok. Em cảm ơn. Anh có một câu hỏi dành cho Hiền Hồ và Phúc Bồ nha. Tại vì trong thông tin thì anh thấy ghi là bài hát này có demo từ tháng 2 năm 2018 rồi, có nghĩa là trước cả rồi Người Thương Hóa Người Dân với lại Đừng Nói Tôi Điên. Thì không biết là tại sao mình lại ngâm một cái dự án này quá lâu, hay là tại vì lúc đó Hiền Hồ nghĩ là Hiền Hồ sẽ thể hiện những bản ballad để có được lượng fan trước, và đến thời điểm này thì Hiền Hồ mới có thể khẳng định là ok, đã đến lúc tôi phải thay đổi. Thì mọi người có thể chia sẻ nhiều hơn cái đó giùm anh không? Với lại câu hỏi thứ hai là cái phần cái tên bài hát á, đầu thì để Cần Sa nó hơi nhạy cảm một xíu, thì không biết là cái này là do ý đồ của mọi người hay là tại vì mọi người muốn là bài hát cái tựa nó ngắn gọn dễ nhớ nên đặt như vậy. Dạ, dạ vâng, em cảm ơn anh ạ. Đầu tiên thì cho em trả lời cái câu hỏi đầu tiên là tại sao một cái bài hát tới bây giờ mới ra mắt. Thực sự là cái demo này là có từ khi em quay cái ca khúc Em Ngày Xưa Khác Rồi, là từ lúc em mới bước vào nghề là vào tháng 11 năm 2017. Thì tới khoảng đầu năm 2018 thì em mới nhận được cái demo này. Và thực sự lúc đó thì em chưa có đủ cái sự tự tin, em chưa có tập vũ đạo, và em thực sự em cũng không biết là cái dòng nhạc này nó rất là khó và em phải nghiên cứu nó rất là lâu, vì em phải trau dồi về vũ đạo và trau dồi về hình ảnh để nó phù hợp nhất cho cái MV lần này. Vì đây là một cái MV nó không hề đơn giản là mình chỉ lên quay những cái bài ballad khác, cho nên là em phải tập trung hết cỡ để trong cái quá trình mình làm ballad đó thì mình còn thời gian thì mình sẽ nghiên cứu cho cái sản phẩm này. Và cái câu hỏi thứ hai, tên bài hát ha. Dạ, em xin đánh vần lại một lần nữa. Ớ nợ ân cờ ân cân huyền cần xa xì sờ à xa cần xa. Đây, đổ tay được không ạ? Rất là đáng yêu. Đây là một cái tên ngắn gọn nhưng vô cùng xúc tích, làm các chị em phụ nữ nên tránh xa những chàng playboy không trân trọng tình cảm của chị em phụ nữ thì phải cần xa đi. Em cảm ơn anh. Anh Phúc có muốn chia sẻ thêm gì không? Thật ra thì lúc đầu ấy thì cũng loanh quanh về cho cái tựa đề của bài hát này anh ạ. Có nghĩa là cứ thôi bây giờ thì cứ nếu mà đặt theo một cái truyền thống chung thì là phải là cần xa anh mãi mãi hay là cần xa nhau hay là gì đấy. Thì mình thấy cái tên đấy nó không còn trẻ nữa. Thế là mới hỏi Hiền là em ơi, bây giờ em có dám chơi cái chữ cần xa, mình bỏ chữ nhau đi là bỏ thành chữ cần xa thôi. Thế là Hiền bảo thế để em tính toán đã. Xong rồi sau một năm trời thì cuối cùng cũng dám lựa chọn cái tên đấy để mà phát hành. Nhưng mà em thì em nghĩ là vào bây giờ những cái bài hát mới bây giờ thì nó cũng với những cái lượng fan trẻ như của Hiền thì những cái skill về tên bài hát hay là những cái xu hướng đặt tên bài hát nó càng ngày càng trẻ đi, thì em nghĩ là thật ra chữ đấy nó cũng cái sự nhạy cảm nó cũng đã qua cái phần quá mức nhạy cảm để mọi người có thể chấp nhận được rồi. Nhưng mà với các bạn fan mà trẻ bây giờ thì cái tên đấy thực sự là cũng ok. Cảm ơn anh ạ. Vâng ạ, cảm ơn Phúc Bồ, cảm ơn Hiền. Mọi người cũng cảm thấy tò mò đúng không? Thắc mắc xem là cái từ cần xa này ở trong đó nó có cái gì thì mọi người sẽ click vào thì xem thì có view cho Hiền Hồ vậy thôi. Ok, dạ tiếp tục ạ. Có anh chị nào có đặt thêm câu hỏi không ạ? Dạ. Rồi, xin mời chị Nhung. Một cái micro bên đây. Có biết đâu không em? Ok, họ để anh chạy lên chạy. Mm.
đầu tiên chị muốn hỏi Hiền trước là hôm nay anh Đức đến chúc mừng Hiền, vậy thì cảm xúc của em như thế nào? Vì trước đây thì anh Tấn Thành lúc nào cũng ship anh Đức với lại Hiền hết. Em cảm ơn câu hỏi hóc búa của chị Nhung nhiều nha. Thực ra thì anh Đức là một người anh trong đồng nghiệp, trong nghề mà em rất là quý, tại vì anh ấy rất là dễ thương và chân thật. Nên là em cứ hồn nhiên em mời đến đây xem MV thôi chứ không. Và cảm giác thì em rất là vui và cảm ơn anh Đức rất nhiều. Em cảm ơn anh rất đặc biệt ạ. Tiếp theo thì chị nhìn cái backdrop thì chị thấy là nó rất là màu sắc. Thì tại sao em lại chọn cái hình ảnh này? Có một cái ý đồ gì trong đó hay không? Và trong MV ấy thì nó có mang màu sắc khá là giống với một ca sĩ của Hàn Quốc á. Thì em trong cái quá trình làm MV thì mình có bị ảnh hưởng hay gì đó từ phong cách của Hàn hay không? Và một câu nữa là cái hình ảnh mà trong MV khi mà quan tòa xét xử á, thì em với lại một đội nhảy á, đứng trên cái bàn của thẩm phán và nhảy khá là sexy trong đó, thì cái hình ảnh đó em có sợ là nó bị nhạy cảm hay không? Dạ rồi, em cảm ơn chị. Câu hỏi đầu tiên, chị ơi. Nó nhiều quá em quên mất tiêu. Màu sắc và... nó giống. Câu hỏi đầu tiên em xin trả lời là thực sự là trong cái những cái sản phẩm mà em cho ra mắt trong cái chặng đường sự nghiệp của em trước đây thì toàn là những cái màu buồn thôi, tại vì nó là ballad. Cho nên là một cái sản phẩm lần này cũng là chia tay, nhưng em vẫn muốn mang tới cho mọi người một cái nhìn tích cực nhất trong cái chuyện tình yêu. Đó là nếu mà không yêu được thì mình cũng phải đẹp. Chứ thực ra em cũng không có ý đồ gì trong đấy hết ạ. Rồi, và em xin trả lời thêm một câu nữa là cái gì nhỉ? Đây, cái việc mà mình đứng trên cái bục của thẩm phán đó là mình nhảy sexy như vậy có nhạy cảm hay không? Thực ra thì đây là một cái phiên tòa tình yêu mà em nghĩ tình yêu thì có cảm xúc, mà cảm xúc thì phải thăng hoa, mà thăng hoa thì phải vui, thoải mái. Cho nên cái việc mà đứng trên cái quan tòa, vì đây là quan tòa tình yêu chứ không phải là quan tòa xin tội, cho nên em nghĩ là nó phải cần thoải mái và tự tin, và phải cho chàng trai biết được là chỉ qua kia bạn sai rồi. Ừ. 50 năm sau bạn cũng không được gặp được người như mình đâu. Trời ơi, khẳng định luôn, dễ thương. Dạ, em cảm ơn. Vâng, em cũng xin giải thích thêm một tí là cái em nghĩ là trong cái âm nhạc nổi loạn như vậy ấy, thì cái không khí, cái diễn viên và cái có những cái tâm lý nó phải là những cái hình ảnh như vậy thì mới tả được cái âm nhạc nó nổi loạn hơn chị ạ. Dạ vâng, em xin góp ý đấy. Còn một câu nữa đúng không ạ? Em quên mất rồi. Là giống như những cái màu sắc trong một cái MV đến từ Hàn Quốc á, em có bị ảnh hưởng không? Thực ra em là một người rất là thích cái âm nhạc của Hàn Quốc. Em rất là thích K-pop. Cho nên cái việc ảnh hưởng thì em nghĩ là một điều rất hết sức bình thường. Vì bây giờ em nghĩ mọi người trên thế giới đều rất là thích K-pop. Tại sao mình là không học hỏi những cái thứ tốt hơn để mình trở nên mới mẻ hơn? Thì em nghĩ điều đấy nó không sai. Và em nghĩ là em đang cảm thấy rất là thoải mái với cái MV và cái màu sắc của mình. Em cảm ơn chị. Cảm ơn Hiền. Nhưng mà người có thấy hài lòng không ạ với MV lần này? Dạ. Mình thường thấy là có rất là nhiều cái được gật gù gù. Tối nay nhớ share giùm em nha, 8 giờ tối. Vâng ạ. Còn câu hỏi nào ạ? Chị Tám có đặt câu hỏi gì không ạ? Cho chị hỏi là khi mà Bùi Anh Tuấn xem MV này thì Bùi Anh Tuấn nghĩ như thế nào? Tuấn ơi, trả lời luôn em. Đứng lên luôn em. Mời cậu. Đứng lên nè, đẹp trai lắm. Đầu tiên thì cho em được gửi lời chào đến tất cả mọi người đang có mặt tại buổi báo ngày hôm nay. Chào mọi người. Hôm nay em chỉ muốn nói cảm giác của em. Rõ ràng điều đầu tiên khi mà xem thì em thấy đây là một MV rất là hoành tráng. Bản thân em nếu mà nói về cảm xúc cá nhân, cảm xúc cá nhân thì em nghĩ là đây là một MV mà em xem em ngồi dưới và em cảm thấy rất là đã. Em ngồi và ngay lập tức mọi người bên cạnh cũng có hỏi em cái câu hỏi đấy rồi, cả xem thì cảm thấy sao, thì em chỉ đơn giản là thấy mọi thứ rất là đẹp và em cảm thấy rất là enjoy với cả nó, rất là kiểu ngồi xem và thưởng thức từ đầu đến cuối vậy thôi. Em nghĩ là em hy vọng là đây sẽ là một MV thành công của Hiền, chúc Hiền thành công ở trong MV này vậy thôi. Em cảm ơn anh nhé. Đã hỏi nữa phải không? Đâu nữa chứ.
Cái này mọi người hỏi là đọc lại dùm là Hiền Hồ cảm giác như thế nào khi ngày hôm nay vừa có anh Tuấn và anh Đức á. Anh Đức là coi như là được rao rất là nhiều rồi, nhưng mà anh Tuấn thì mới yes I do vừa qua. Đó á, nãy giờ trả lời trơn tru quá mà em phải khó khó một câu chứ. Em cảm thấy rất là buồn cười. Sao buồn cười? Hai anh đều rất là dễ thương, em rất là quý và muốn giữ cái... Nè, không giữ làm cái gì? Cô mới lên phiên tòa tình yêu với cái ông kia, cô nói là không có được lăng nhăng, còn cô thì hai ông muốn giữ hết làm sao? Em đâu có giữ bên mình để làm cái gì đâu anh, em giữ em lỡ lâu em nói chuyện vậy thôi. Nói chung là em rất là vui vì mọi người đã đến với em coi MV. Coi em. Em hạnh phúc. Cảm ơn em. Em cảm ơn. Một tràng hỏi tay cho Hiền. Tuấn ơi, cho hỏi là hồi trước là Hiền hát ballad á, mặc đồ rất là thùy mị này nọ, mà bây giờ là rất là sexy kiểu đó, thì Tuấn nghĩ như thế nào về cái phong cách mới của Hiền á, vừa sexy mà vừa táo bạo và nó khác hẳn với Yes I Do và kể như từ trước giờ, mình có thích kiểu này của Hiền hay không? Giống như hợp báo của Bùi Đình Tuấn. Dạ em chắc là chỉ có một câu trả lời cho câu hỏi này thôi. Em nghĩ là Hiền mặc cái gì và làm gì cũng đẹp thế thôi. Không có gì thôi hơn. Chị ơi đừng hỏi nữa cho em MV của em. Dạ em tha thiết em tha thiết chị Tám Sài Gòn, dạ cho em một câu hỏi liên quan tới cái MV của Hiền Hồ được không ạ? Dạ chị vẫy tay chào nhau rồi em ơi. Tiếp tục bạn xin được mời các anh chị nào có câu hỏi nữa. Hôm nay chúng ta quá là sôi nổi. Chi Béo. Anh Chi Béo hỏi. Đấy, thấy chưa, Hiền Hồ yêu cầu nè. Anh hỏi đi anh. Hỏi một câu đi nè. Okay. Chị Nhung cùng mái tóc ngắn. Chị hỏi tiếp là cơ duyên nào khiến cho em có được cái ca khúc hay như vậy? Và trong cái quá trình làm MV thì cái điều gì khiến cho em phải tranh trở nhất và khó khăn nhất? Và chị nghe nói là MV này đầu tư với một số tiền cũng khá là lớn. Thì mình cái kinh phí đó thì mình do mình tích cóp hay là như thế nào đó? Hay có nhà tài trợ Tiki chẳng hạn? Câu đầu là gì ạ ta? Trời ơi. Em xin lỗi nhưng mà tại trong cái ví dụ không nhớ được nó dài cái quá. Cơ duyên nào đã dẫn lối em tới cái bài hát này? Em sẽ trả lời câu hỏi là thật ra là cái cơ duyên thì cũng xuất phát từ anh Phúc Bồ, mối quan hệ của em và anh Phúc Bồ là trước đó là không biết nhau. Sau đó ảnh gửi demo cần sa qua một cái người đạo diễn trước của em là bài hát đầu tiên luôn, là anh Sơn quay bài Em Ngày Xưa Hết Rồi, và anh Sơn mới phai cuộc cho em. Thì em nghe em thấy cũng được, thì em nghĩ để dành vậy thôi, chứ mình cũng mới ra bài Em Ngày Xưa Hết Rồi mà. Xong rồi không biết trong cái quá trình làm việc thì lại thòi thêm một bài là Người Thương Hóa Người Dưng. Không làm được cần sa là em đã để đó rồi. Xong rồi xong Người Thương Hóa Người Dưng là em chạy qua rồi phòng thu của anh Phúc Bồ để thu cần sa. Nhưng vô tình nghe ảnh mở vào đêm đấy bài Đừng Nói Tôi Điên. Thì em kêu anh ơi thôi anh để cho em đi, em thích quá. Không, anh không để bài này, anh để anh ra. Anh để cho em đi. Về năn nỉ hoài thì cuối cùng chịu để. Thế là em ra bài Đừng Nói Tôi Điên trước. Rồi xong cần sa thì giờ mới ra. Dạ vậy thôi. Còn một câu gì nữa không anh? Còn chứ. Dạ. Cái câu mà đầu tư tiền đó em. Nhiều tiền đối không? Với cái MV này thì Hiền không em không có tiện nói ra là số tiền chính xác là bao nhiêu, nhưng mà để ra được cái MV này thì em cũng phải cực lực đi diễn và chạy show rất là nhiều. Và thông qua đây thì em cũng muốn gửi một lời cảm ơn chân thành nhất đến nhà tài trợ Tiki đã góp phần vào cái MV của em, và em xin cảm ơn rất nhiều ạ. Mình thường nghĩ rằng là cái công sức, cái tâm huyết mới là cái quan trọng nhất. Còn cái câu tâm huyết nữa. Còn câu tâm huyết hên quá, tự nhiên tôi nhắc luôn. Mời. Trong cái quá trình quay MV thì em đắn đo nhất cũng là về cái phần nhạc. Nhạc thì em phải
làm rất là lui làm tới anh Phúc Bồ và em. Anh Phúc Bồ thì em nghĩ là mệt có nhiều lần em. Dạ mình mỏi với em lắm nhưng mà không sao đâu ạ. Thì em nghĩ không sao đâu chứ người ta có sao, người ta đâu có rồi nói. Em đã tìm đến producer Slim V và cũng làm rất là nhiều lần và anh Slim V cũng rất là mệt mỏi với em. Dù hôm nay mời họp báo không đến luôn. Là em biết được anh ấy rất là mệt mỏi với em rồi. Nhưng mà cuối cùng thì cũng ra được cái bản final ngày hôm nay. Còn cái đoạn quay thì nó cũng mất rất là nhiều thời gian tại vì em, chính em là người chọn những cái trang phục đó và gửi cho anh Tăng Thành Công cũng như là anh Trần Linh Hương để may và tự làm những cái trang phục ở trong này luôn. À không, em lên ý tưởng thôi, còn người may là anh Công và anh Hưng. Và sự trợ giúp của Stylist Panda. Nói chung là một cái MV nó sẽ mất rất là nhiều cái quá trình, nhưng mà cái quá trình mà em nghĩ là đắn đo nhất sẽ là nhạc. Dạ, em cảm ơn ạ. Một tràng hoa tay, cảm ơn Hiền rất là nhiều. Về cái ý tưởng đó thì hồi nãy Hiền có nói một tí xíu là ý tưởng về mặt thời trang, về concept thôi. Thế còn cái ý tưởng về cả cái MV này á, thì có phải là Hiền cũng tự nghĩ ra hay không, hay là có sự hỗ trợ của ai? Thực ra cái ý tưởng idea của MV này là do đạo diễn Đinh Hà Yến Thư. Vì trước đó thì Hiền nghĩ là chỉ quay beauty bình thường rồi một cái những cái chàng trai rồi quen nhau bình thường thôi. Nhưng mà sau khi gặp thì chị Thư đã cho Hiền một cái kịch bản là như vậy. Lúc đầu thì Hiền cũng rất là mông lung với cái kịch bản này, tại vì Hiền thì trời ơi, sao mà mình lại lượm thơ mình ném người ta vậy chứ, bạo lực quá. Xong rồi cuối cùng thì Hiền cũng đồng ý theo chị Thư, tại vì chị quá là thuyết phục. Và họp lui họp tới cũng 2 lần thì mới quyết định chọn đồ nào. Và tất cả ý tưởng này là của chị Thư hết á. Hiền chỉ có chuẩn bị đồ và diễn thôi. Dạ, em cảm ơn. Cảm ơn Đinh Hà Yến Thư. Mặc dù là hôm nay cũng bởi công việc cho nên là chưa tới kịp ở đây, nhưng mà không sao cả đúng không ạ? Chúng ta vẫn gửi lời cảm ơn đến Đinh Hà Yến Thư. Và không biết có anh chị nào có thêm câu hỏi nữa không ạ? Dạ đúng 8 giờ cái bon tối nay, cái trên YouTube của Hiền Hồ là sẽ publish cái bài này. Mọi người nhớ share và chia sẻ nha anh Đức nha. Dạ, cảm ơn anh Đức, cảm ơn Tuấn nha. À, tối nay luôn nha Tuấn. Ừ, 8 giờ. Dạ. À, mình xuống nghĩ rằng là sẽ có rất là nhiều những cái câu hỏi về sau nữa. Nếu như các anh chị có thắc mắc gì cần Hiền Hồ giải đáp thì các anh chị có thể gặp riêng Hiền Hồ cùng với ekip của mình ở backdrop ở bên ngoài. Còn tối ngày hôm nay, còn chiều ngày hôm nay thì Hiền cũng sẽ có một món quà dành cho mọi người đúng không em? Dạ, hôm nay thì em chỉ muốn nói một lời cảm ơn chân thành nhất tới các anh chị báo chí, những người bạn đồng nghiệp và những bạn thơm đang ngồi trên tích trên kia. Và hôm nay thì em cũng có một món quà nho nhỏ theo concept của MV luôn, em muốn gửi tới mọi người và Hiền muốn tận tay trao cho mọi người. Mọi người có thể ngồi trong giây lát để em trao quà được không ạ? Em cảm ơn. Ủa, cái cách tặng có giống như cách quay MV không em? Là ném lên. Dạ không, dạ tận tay nha mọi người thân mến. Dạ, một tràng hô tay nữa cho Hiền Hồ ngày hôm nay được không ạ? À, xin mời mọi người sẽ ở yên vị trí của mình nhé. Hiền Hồ cùng với ekip hỗ trợ sẽ mang tận tay một món quà là một trái thơm rất là tuyệt vời trong dịp mùa hè này. Chúc mọi người sẽ có được những giây phút thật là tươi mát, thoải mái và đặc biệt là ấn tượng với cái sự lột xác này của Hiền Hồ. Ghê vậy. FC ơi, có bạn nào rảnh tay không nha? Lên đây hỗ trợ chị Hiền được không? Nào, chạy lên đây nào để giúp chị Hiền. Tự tặng luôn hả? Vâng, không biết là trong quá trình tự tặng này mình có thể xem lại MV được không ạ? Mọi người có muốn xem lại MV không ạ? Yeah. Nhưng mà nếu mà xem MV thì phải tắt đèn hả? Tắt đèn sao Hiền tặng cho mọi người được ta? Tặng xong mà coi hả? Ok lắm. Đây là món quà của Hiền đã nghĩ ra để thay cho lời cảm ơn đến với tất cả mọi người luôn. Những ai có mặt trong ngày hôm nay thì cũng sẽ nhận được món quà này của Hiền nha. Rất là dễ thương. Thì lẹ đi chứ.
vứt. Dạ âm thanh ơi, mình có âm nhạc gì chill chill không? Em cảm ơn chị. Tuấn ơi. Không. Không không, anh gọi tên em thôi. Hoặc là mình có thể mở lại MV nhưng mà mình không có tắt đèn được không ạ? Mình vẫn nghe cái nhạc á. Không luôn hả? Cái này cho anh Tuấn nè, anh em cho anh cái này nè, đẹp nè, lấy tí. Em không cái này nè. Ui, ui, ui. Quay xấu. Em ơi, cái quần xấu rồi em ơi. Ai à, ai à. Đứt vô dành chứ. Đi, 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 là xấu lắm luôn á. Anh Đức ơi, Hiền Hồ nói xấu lắm luôn á. Không sao được. Không? Hiền ơi, em có thể đi nhanh hơn một xíu được không? Dạ mọi người hãy quên đi những con số trên cái hộp mứt nha mọi người. Đúng, tấm lòng nó quan trọng hơn chứ. Trời. Cảm ơn các bạn đã theo dõi Motolai nha. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại nhé.